Nhân dịp Chư Tăng Trường Hạ Vĩnh Nghiêm mãn hạ sau 3 tháng an cư, sáng ngày 23 tháng 8 nhằm ngày mùng 8 tháng 7 năm Quý Mão, Tổng môn miền Vĩnh Nghiêm, Cung Thỉnh, Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, Hội đồng Chứng Minh, Hội đồng Trị Sự, Chư Tôn Đức Tăng Ni, quan Lâm Chứng Minh, Lễ Tạ Pháp và Thành Kính Tưởng Niệm, Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Chủ tịch Giáo hội Tăng già Bắc Việt, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo chứng minh có trưởng lão hòa thượng thích trí quản pháp chủ hội đồng chứng minh giáo hội phật giáo việt nam trưởng lão hòa thượng thích đức nghiệp phó pháp chủ hội đồng chứng minh thiền chủ trường hạ vĩnh nghiêm trưởng lão hòa thượng thích viên minh phó pháp chủ hội đồng chứng minh hòa thượng thích thiện nhân chủ tịch hội đồng trị sự trưởng ban tăng sự trung ương cùng chư tôn hòa thượng hội đồng chứng minh chư tôn đức hội đồng trị sự tri ân công đức vì đạo pháp và dân tộc cố đại lão hòa thượng thích tâm châu Chư Tôn Giáo Phẩm lãnh đạo giáo hội thành kính dân hương cúng dường tưởng niệm 8 năm ngày Đại Lão Hòa Thượng viên tịch. Theo đó, đại chúng nhất tâm cầu nguyện đến giác linh cố Đại Lão Hòa Thượng được cao đăng thượng phẩm quả chứng vô sanh. Trước tôn dung của Đức Pháp Chủ, nhị vị Phó Pháp Chủ và Hòa Thượng Chủ tịch chứng minh tối cao, Thượng Tọa Thích Giác Dũng, Thượng Tọa Thích Thanh Phong cùng môn đồ Pháp Quyến, trừ hành giả an cư tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, báo cáo kết quả an cư kiết hạ Phật lịch 2567 và tác bạch tạ pháp tri ân chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni quan lâm thắp hương tưởng niệm ngày viên tịch của ân sư Đại lão hòa thượng Thích Tâm Châu. Thay mặt tứ chúng hiện diện, đức pháp chủ Từ Bi thọ nhận vật phẩm cúng dường cùng chư tăng ni hồi hướng công đức lên giác linh cổ Đại lão hòa thượng Thích Tâm Châu. Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Châu, sinh năm 1921, mất năm 2015, là một vị tôn trưởng đạo hạnh sáng ngời, có nhiều uy tín trong lòng tăng ni Phật tử Việt Nam tại quê nhà và hải ngoại. Ngài thành lập và kiêm chủ tịch Ủy ban Liên phái bảo vệ Phật giáo, đòi bình đẳng tôn giáo trong thời chính quyền Ngô Đình Diệm tại miền Nam Việt Nam năm 1963. Theo tiểu sử, ngài làm trưởng ban tổ chức đại hội thành lập giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và được bầu làm viện trưởng viện Hóa đạo đầu tiên. Đại lão hòa thượng cũng là người thành lập giáo hội tăng giả Bắc Việt, khai sơn và đồng khai sơn nhiều ngôi chùa tại Việt Nam, trong đó có một số ngôi chùa tiêu biểu tại thành phố Hồ Chí Minh như Việt Nam Quốc tự, chùa Phước Hải quận 10, chùa Từ Ân quận Tân Bình, Quan Âm Tu viện quận Phú nhuận và viện chùa Từ Quang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Năm 1975, Hòa thượng sang hành đạo tại Pháp và thành lập nhiều tự viện tu viện tại Pháp, Úc, Hoa Kỳ và Canada. Năm 1984, Hòa thượng thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới và đảm trách ngôi vị Thượng thủ. Do niên cao lập trưởng, ngài thu thần thị tịch tại phương trượng Tổ đình Từ Quang, thành phố Montreal Canada vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 20 tháng 8 năm 2015 theo giờ Canada nhằm ngày mùng 7 tháng 7 năm Ất Mùi, trụ thế 95 năm, Hà Lạp 74 năm.